xe với trận điểm này. Đây là mảnh máy của chiến xe. Có một vòi. Quả phủ cũng có rồi nhưng ở hơi xa. Có thêm một đàn hiệu nữa dành cho game thủ chim sẻ. Bài đang hơi xấu nha. Bài đang hơi xấu về đồ ăn. Kéo dần ra để ăn cái mỏ quả phụ. Bài này là bài đang cực kỳ xấu về thế dành cho chim sẻ. Đồ ăn thì nó cũng bình thường thôi, không phải là xấu lắm về đồ ăn, nhưng mà nó ở xa, nó ở xa và nó không nằm ở gần rừng để sẽ có thể có chiếc nhà bếp nhân đôi. Con voi thứ hai dành cho chim sẻ. Và mỏ quả của chim sẻ, mỏ quả phụ của chim sẻ là một mỏ quả 6. Quả đầu là 6, quả phụ cũng 6. Đồ ăn là được rồi. Nhưng bài này có lẽ sẽ phải đi dâng thôi. Bài này có lẽ chim sẻ sẽ phải đi dâng à thôi. Chứ đánh ở nhà bài này thì không có thế để đỡ nhà, mà cũng không có rừng để có thể phát triển khỏe. Vâng, có thêm một mỏ quả phụ nữa ở giữa bản đồ. Như vậy nếu bài đấu này chim sẻ đi dâng à thì đây sẽ là bài đấu mà chim sẻ sẽ có lực tương đối ổn. Thậm chí đây là bài đấu lực về thịt cũng là rất khỏe. Nhưng mà điều tôi lo lắng cho chim sẻ ở trong trận đấu này đó chính là lực về gỗ. Không biết là bài vào tiểu tiếng ngư ra làm sao. Bài này thì phải đi dâng rồi, bài này không lấy được ở nhà, khó lắm. Nhà của chim sẻ nắng nằm ở góc 6 giờ, còn nhà của ngư thì nằm ở 12 giờ. Vâng, đỉnh 12 giờ luôn. Xe giò của game thủ chim sẻ đã phát hiện ra nhà của game thủ tiểu thủy ngư. Speed cam thủ thường vẫn đang là speed 1.5, speed cực kỳ chậm. Tiền thưởng chim có cho quỹ chim non không? Tất nhiên rồi bạn ơi. Vâng, như cái buổi sinh nhật của game thủ chim sẻ vào ngày 1 tháng 6 đã có một cái tuyên bố, đó chính là tất cả các số tiền thưởng của game thủ chim sẻ nhận được ở trong mọi giải đấu thì chim sẻ sẽ cắt 10% vào quỹ chim non của em, và 90% sẽ đưa vào quỹ của quỹ của ai thì mình không rõ. Tham lai. Như vậy là ngư có bài đánh 24 dân rồi. 24 dân rồi, sẻ thì định dâng A, nhưng mà thấy người đánh ít dân quá thì lại không đi dâng nữa. Một bài sẽ đánh theo kiểu A cao. Đây là BA, còn đây là BM. Sẻ FR vẫn cứ là rất chuẩn với bài 25 dân cộng 1. Bài này thì sẻ sẽ đánh theo kiểu đó là vâng, đưa về thế bỏ nhà. Bởi vì sẻ cũng không có nhà. Bài này là bài không có nhà. Kéo dân ra để thiết kế chiếc nhà bếp thứ 3 của mình. Vâng, phần lớn thì game thủ chia sẻ đang đánh theo kiểu đi ăn hoa, mới ra có 2 cái ruộng thôi. Thêm một nhà bia nữa. Như vậy đây sẽ là bài đánh khoảng từ không 5A đấy. Bài này là bài 5, bài là bài này là bài 5A đấy, không phải là bài 4A đâu. Và ngay sau khi trận đấu này kết thúc thì chúng ta sẽ đến với những trận đấu cuối cùng của giải đấu năm nay.
Trận đấu giữa cầu thủ chim sẻ nắng và cầu thủ cam quýt trong thể loại solo cùng loại gì? Vâng, cam quýt cũng là một cầu thủ khá là khỏe và chim sẻ cũng phải cẩn thận ở trong trận đấu đó. Vâng, quay trở lại với trận đấu này thì Ngư cũng đã phát hiện ra nhà của sẻ rồi. Một thế bại siêu xấu dành cho cầu thủ chim sẻ, và trận đấu này thì chim sẻ lên đời muộn hơn so với Ngư. Thì Ngư chỉ đánh 24 dân thôi. Năm cú gò trong tuần đầu tiên, chim sẻ sẽ đẩy thẳng lên góc 12 giờ luôn. Vâng, không cần quan tâm ở nhà của mình, bởi vì trận đấu này thậm chí là chim sẻ còn đang muốn đưa thế trận về thế bỏ nhà luôn. Vâng, Ngư đang đứng thủ. Ngư là bài 24 dân và 4 à. Còn chim sẻ là 25 dân và 5 à. Một bài đấu 4 à và 5 à. Ngư bắt đầu có một cung gò dò thấy nhà của cầu thủ chim sẻ. À không, chưa chắc Ngư lại là một bài đánh 4 à đâu nhá. Chưa chắc đâu. Bởi vì tôi thấy tên đầu tiên của Ngư có 4 con, mà Ngư lại có một con cung gò đi dò nhà của chim sẻ như này thì cũng rất có thể là bài đánh 5 à. Chim sẻ đang tụ. Chim sẻ đang tụ được 3 tên. Với 3 tên như này thì sẻ sẽ hiện ra một cách dễ dàng hơn những con cung gò của Thiều Thị Ngư. Nhưng sẻ không muốn đi lên con dốc này, sẻ muốn đi vòng. Một tên đi vòng đến từ game thủ chim sẻ. Bằng sẻ muốn vòng từ góc 12 giờ đổ xuống, vào đây là nhà bia của Thiều Thị Ngư. Đang làm được một con không. Ngư chạy cung gò cũng khá nhanh. Vâng, cũng 5 mà dành cho Ngư chứ không phải là 4. Vâng, Ngư cũng đang rất đông nhưng chim sẻ đang ngồi ở trên nhà bia và chim sẻ đang có dốc. Vâng, chim sẻ đang có dốc, hãy cẩn thận bởi vì hướng quân của đội bạn đỏ ra. Vâng, pha có dốc này liệu rằng có thể có lợi thế dành cho đội chim sẻ hay không? Hai cầu thủ đang điều đó điên đảo. Hai cầu thủ đang điều đó điên đảo và Ngư đỏ thêm một tên quân nữa. Vâng, đây là điều tôi lo lắng. Tên quân này thì sẻ đang mất khá nhiều thang lại của chim sẻ. Thang lại chim sẻ đang chỉ là 70/76. Vâng, chém gió vậy thôi. Hiện tại đây tôi đang ngồi cạnh các cầu thủ He và Gunny cũng như là Y Nguyên Gió Mạng để có thể theo dõi mảnh máy bên phía cầu thủ Tiểu Thịnh Ngư. Sẻ đang đi một tuần đi vòng khác và lần này thì chim sẻ lại tiếp tục có dốc. Ngư tiếp tục cầm quần để có thể cầm dần để quẩy luôn quần của cầu thủ chim sẻ. Tạm rồi thì Ngư thiệt hại tầm 4 cung rồi. Sẻ tạm thời vẫn đang khá ổn nhưng bị phát hiện khoảnh ruộng. 5 cái ruộng cực kỳ ấm và cực kỳ sát, mất đi một con dần. Khoảnh ruộng này kiểu gì cũng sẽ bị công vào tiếp cho mà xem. Lực của chim sẻ đang dần yếu đi. Một bài đánh theo kiểu nửa ăn hoang và nửa ra ruộng. Bây giờ thì lực ăn hoang đã hết rồi. Bây giờ thì chim sẻ sẽ cần phải ra ruộng nhiều hơn. Sẽ cần phải ra ruộng nhiều hơn. Thằng này là 57. Vào những pha điều gò của chim sẻ và Ngư. Nhưng sẻ có một tên quân khác để móc mỏ gỗ của Ngư. Không biết là Ngư thì móc nhiều này thì anh có sóc đều được cùng nữa hay không. Và chim sẻ vẫn đang có quân ở trên dốc. Vẫn đang có quân ở trên dốc. Nhưng lần này thì Ngư cắt nhiều cung rõ hơn để bắn vào khoanh ruộng của game thủ chim sẻ nắng. Một pha đấu quân gần như là quyết định quả trong trận đấu này. Cả hai bên đều đang rất đông. Tôi này được rằng sẻ có lợi thế không. Sẻ đang tập trung điều rõ hơn game thủ Tiểu Thị Ngư. Nhưng mà tới số lượng cả hai bên chết đi là như nhau. Và Ngư chết đi cũng không ít hơn game thủ chim sẻ là bao nhiêu. Nhưng mà Ngư là người ổn định ruộng, còn sẻ thì không. Tên này là một tên khoai, Ngư đang dí theo và anh đang phải nghe. Sẻ thì đang có tuần huyết răng để ăn cùng gò của Tiểu Thị Ngư. Sẻ vẫn đang điểm, nhưng lực bắt đầu yếu. Quan trọng là lực, Ngư là bài chắc ruộng và lực là bền hơn. Tham lai là 41. Chim sẻ cũng chỉ còn sóc được thêm tên này nữa thôi. Tên sau này sẻ chỉ sóc được có khoảng tầm 3. Gỗ thì đang nhiều nhưng không có tay để có thể ra thêm ruộng. Khó, tên này để ốp được Ngư thì là rất khó. Tham lai là 41 thôi. Một tham lai không quá to. Ngư đang tạm thời là thủ gần nửa toàn bộ quân ở nhà của mình. Anh chỉ đưa có đúng 2 cung đỏ để đi quản nhà của cái thủ chim sẻ thôi. Và tiếp tục là phát hiện ra thêm một vài chiếc ruộng lẻ nữa. Chim sẻ đang vẽ ruộng xung quanh cái bản đồ này. Mỗi chỗ một tí. Mỗi chỗ là 2-3 cái. Ngư đang nhiều dần hơn. 34 dân của Ngư và 32 dân của sẻ. Nhưng Ngư là người ổn định hơn sẻ nhá. Đó là điều quan trọng. Anh ta ổn định hơn.
và anh ta xác định nhiều cung gà hơn. Đến người tài tôi nghĩ là anh sẽ nhiều cung gà hơn rồi. Chim sẻ cần phải có tên móc cơ, nhưng mà là rất khó khi mà ngư gần như thủ toàn bộ ở nhà. Sẽ là hit run để ăn cung gà của game thủ. Thế ngư ăn được 4 cung thơm. Một tên ăn được 4 cung rất thơm. 5 cung không. Như vậy là vẫn 4 cung thôi. Chim sẻ chưa thể có chặt có 2, kiềm lực quá yếu. Vâng, đứng để hốp A của tiểu thị ngư luôn. Quên là quân của ngư đang ở đâu. Có lẽ ngư đang đứng quân ở bên phía tay phải để có thể chờ tân quân của sẻ từ góc 3 giờ vào nhà của anh. Nhưng chim sẻ lại đi một tên khác. Bây giờ thì chim sẻ đang đứng đốt A. Vâng, có chặt có 2 dành cho đội tuyển chim sẻ. Và đánh kiểu không có định lực ruộng nhưng vẫn đang có chặt có 2. Nhưng mặc dù lượng quân của ngư đang ở đâu hơn. Cả hai bên đều đang sử dụng tình huống hit and run để ăn cung đo của nhau. Ngư đang bao vây cung đo của chim sẻ, nhưng chim sẻ đang có một tên cung đo bổ sung. Tầng này vẫn chưa biết là ai ăn ai đâu nhỉ. Tầng này vẫn chưa biết là ai ăn ai đâu. Nhưng tầm này của chim sẻ đang cực kỳ thoải mái. Khoanh ruộng đã bị phát hiện. Khoanh ruộng đang bị nhấp nháy. Và chim sẻ khả năng cao sẽ có trận thua đầu tiên của mình ở trong trận chung kết của thể loại solo xe. Mất ruộng rồi, lực không ổn định. Và thế nhà là quá sâu. Sẽ không đánh được ở nhà trong trận đấu này. Em bắt buộc phải đánh thế công. Nhưng ngư lại là người đánh thủ hết quần ở nhà của mình. Và đây là bài 24-5 nhà bia của tiểu thị ngư. Vâng, tham ai của sẻ chỉ là 43 thôi. Chim sẻ đang tìm một con đường khác để vào nhà của ngư. Nhưng mà nhà của ngư cũng khá kín. Khá kín và đẹp chứ không phải là một thế nhà xấu. Ngư đang bắt đường thì quần của người chim sẻ là rất tốt. Thằng chim sẻ tụt xuống còn 42. Tiếp tục được phép quay ruộng. Bây giờ hết lực thịt rồi. Gỗ cũng không có nhiều gì khi những cánh rừng dừa bắt đầu tù dần theo thời gian. Bắt đầu tù dần những cánh rừng dừa. Và tham ai là khó. Tỷ số là 1-0 dành cho game thủ tiểu thị ngư. Và một bài đấu rất khỏe đến từ tiểu thị ngư. Rừng của anh cũng sâu, rừng của ngư cũng khá sâu, nhưng ngư có một bài đấu lên đời sớm hơn. Ngư có bài đấu lên đời sớm hơn và lực cũng rất khỏe. Bài đấu 24 dân đánh được 5 nhà BA thì đó bài đấu khỏe rồi, không phải bài đấu yếu.